Đây chính là hương thất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại núi Linh Thứu, Ấn Độ, là nơi Đức Phật đã tu tập giảng dạy cho chúng đệ tử của mình. Vậy hương thất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa tu tập sẽ như thế nào? Và cùng với mình tìm hiểu về những hang động tu tập của các vị như là A Nan Đà này, Xá Lợi Phật này, Ngài Mục Kiền Liên này. Và đặc biệt là tìm hiểu sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ dưới âm tàu địa phủ. Và hôm nay mời cả nhà hãy cùng với Bỏng Ngô cùng khám phá ngọn núi này có gì đặc biệt, và chúng ta hãy cùng đi hành hương những hang động của các ngài ở trên này nha các bạn. Còn đây là những chiêu trò chim mồi cúng dường tại mật thất của Đức Phật mà tụi mình đã gặp phải. Hãy xem hết clip để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Như vậy là sau hành trình viếng thăm cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bogaya, Ấn Độ, là nơi Đức Phật đã thành đạo, Đức Phật đã ngồi dưới cây Bồ Đề và trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Các bạn, những quý anh chị cô bác nào mà chưa coi về sự tích cây Bồ Đề, nơi Đức Phật thành đạo, thì mọi người có thể xem ở phần bình luận nha. Bỏng Ngô có để link ở phần bình luận, cả nhà nhớ vào xem nha. Chào các bạn, hôm nay thì mình đang trong vai là một người phụ xe của tài xế. Thì khi mà ngồi trước xe này thì mình sẽ cho các bạn xem chiêm ngưỡng quang cảnh của Ấn Độ, đường xá, con người, đất nước như thế nào nha. Bỏng Ngô đang ngồi trên xe để tiến về núi Linh Thứu, cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 70 cây số. Mình đang đi về, đây là một cái vùng quê xa xôi hẻo lánh, thuộc vùng quê này thì nằm dưới chân núi Linh Thứu. Thì ở dưới chân núi Linh Thứu thì các bạn có thể nhìn thấy, nhìn xung quanh, nhìn là cứ tưởng như là mình đang đi về cái vùng đất An Giang ở miền Tây của Việt Nam, đúng không? Nhưng mà không, đây là không phải là cây dừa đâu nha. Đây cũng không phải là cây cọ, mà đây chính là cây thốt nốt An Giang. Đây chính là cây thốt nốt chứ không phải cây thốt nốt An Giang, mình nói nhầm. Cây thốt nốt, tài xế thì sẽ ngồi phía bên này. Ở Việt Nam của mình thì tài xế sẽ ngồi ở bên tay trái, còn như mà ở Ấn Độ thì tài xế sẽ ngồi bên tay phải nha quý vị các bạn. Đó. Nhưng mà khi mà đi qua đây là mình thấy có những cây thốt nốt, mình thấy rất là thân thương, rất là thân quen luôn các bạn. Và đặc biệt là tại Ấn Độ thì mình sẽ nhìn thấy là những chiếc xe tải được trang hoàng giống như là một vị nữ hoàng. Người ta trang hoàng rất là nhiều cờ hoa ở trên chiếc xe nha, giống như là một cái đoàn xe lô tô hoặc là một cái đoàn xe xiếc đi ngoài đường nha các bạn. Chiếc xe này thì treo rất là nhiều búp bê luôn này các bạn. Mình nghĩ là chắc là anh chàng mà lái chiếc xe này yêu màu tím, ghét sự giả dối, tâm hồn mong manh dễ vỡ. Và bây giờ thì mình sẽ vào bên trong, mình sẽ quay nội thất cho các bạn xem. Và đây là nội thất bên trong này. Nội thất bên trong nhìn giống như là một ngôi đền luôn á. Trang trí rất là màu mè, hoa lá huệ, đầy đủ những màu sắc. Hỏi ra thì mới biết tục trang trí xe này bắt nguồn từ Pakistan. Họ thường vẽ chân dung của các vị thành mình thờ kính này, thể hiện sự tôn kính này. Tương truyền rằng xe nào mà càng đẹp càng lộng lẫy á, thì sẽ càng nhiều may mắn. Những chiếc xe mà rực rỡ á, thì sẽ được người ta chú ý nhiều hơn. Mà chú ý nhiều hơn thì sẽ không có đụng xe, không đụng xe thì không gặp tai nạn. Như vậy là Bỏng Ngô cũng đã đến được núi Linh Thứu rồi nha các bạn. Và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi bộ lên núi nha. Đường đi thì bây giờ rất là nắng luôn. Nhiệt độ bây giờ đang là 55 độ, phải nói là nắng chói chang luôn. Nắng là xâm sảy mặt mày luôn các bạn. Đến nỗi điện thoại và thiết bị ghi hình của mình á đã phải dừng hoạt động liên tục, nên mình không có quay được nhiều để cho các bạn xem. Mong là các bạn thông cảm nha, vì nhiệt độ quá cao luôn. Cứ đưa máy quay ra ngoài là máy quay sập nguồn liền luôn, tại vì quá nóng. Con đường đi lên trên núi Linh Thứu cỡ tầm là 400-600 m là mình đã lên tới đỉnh núi rồi. Mình đi bộ thì khoảng tầm là 20 phút. Nếu mà bạn đi nhanh cái vèo một cái là đi tới. Còn nếu mà mình đi lên nghỉ ngơi á thì cỡ tầm là 30 tới 40 phút nha quý vị bạn. Núi Linh Thứu có tên là núi Linh Thứu hoặc còn gọi là Linh Thứu Sơn. Ưu ưu thờ ưu thu sắc thú. Và vì sao lại có tên gọi như thế này thì tương truyền rằng trên núi Linh Thứu, đây là trên đỉnh núi này có một cái mỏm đá có hình của một con chim thú hay là con kèn kèn. Người dân mới gọi núi này chính là núi Linh Thứu nha quý vị bạn. Theo mình thấy là con đường đi lên là rất là dễ dàng các bạn. Ngọn núi này theo mình thấy là cũng thấp chứ không có cao. Con đường đi lên là không có lên những cái bậc thang cao nha. Đi lên cứ là thôi. Đi lên cỡ tầm là vài trăm mét là mình đã tới rồi. Đường đi thì rất là dễ dàng. Mọi người thấy là gạch là được lát bằng phẳng ở dưới nền đất luôn, nên rất là dễ đi nha các bạn. Thời tiết bây giờ đang là thời tiết vào mùa nắng nóng nhất của tại Ấn Độ. Là cái thời này dường như là chỉ có một cái đoàn khách hành hương của mình đi tham dự đi lên trên đỉnh núi Linh Thứu thôi. Là tại vì đây là mùa nắng nóng nhất nên là cái mùa này mà quý vị mà đi thì các quý vị nên là lưu ý một chút xíu. Đi mùa này rất là nóng, mà chúng ta hãy đợi đi cái mùa gần cuối năm á thì nó sẽ mát mẻ hơn nha quý vị bạn. Mọi người có thể nhìn thấy mình sẽ quay. Ngọn núi Linh Thứu là ngọn núi nằm ở chính giữa một cái vùng trũng, và xung quanh thì có 7 ngọn núi khác bao quanh cái ngọn núi Linh Thứu này nha. Ngọn núi Linh Thứu này thì không có cao cho lắm đâu, nó thấp nên là người già cũng có thể đi bộ được nha quý vị. Từ ở dưới chân núi mình đi bộ lên khoảng 400 m thì mình sẽ thấy cây cầu này. Đây chính là cây cầu Bimbisara. Thì cây cầu này hay còn có dịch nghĩa là Tần Bà Sa La. Thì tương truyền rằng cây cầu này chính là vua Tần Bà Sa La cho xây dựng. Và mỗi khi mà tới cây cầu này á, vua Tần Bà Sa La sẽ xuống kiệu và bắt đầu đi bộ lên trên núi để đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni nha quý vị bài. Và cái con đường mà các bạn đang đi trên này thì tương truyền rằng là ngài Tần Bà Sa La thì ông cũng đã cho xây dựng lát gạch đá từ ở dưới chân núi lên tới trên này. Cho đến bây giờ các bạn đi lên trên này thì các bạn thấy là cái con đường này vẫn còn nguyên. Thế nhưng là dưới nền đất cũ ngày xưa không còn nữa, tại vì bây giờ người ta đã bắt đầu làm mới cái con đường này rồi lại rồi. Ngay cả cây cầu này thì cũng đã được cho xây dựng lại. Thì ngay cây cầu này thì cũng đã cho xây dựng lại bởi các nhà sư Nhật Bản. Thì người ta đã qua tôn tạo xây dựng lại cây cầu này. Như vậy là cái dấu tích ngày xưa thì hiện nay thì cũng không có còn nữa đâu nha các bạn. Mà tương truyền đây là cái dấu tích của vua Tần Bà Sa La. Ngày tới đây ngày mang áo chỉnh tề cũng như là xuống kiệu để đi bộ lên để đảnh lễ Đức Phật. Đi lên nhìn lên trên mình sẽ thấy là trên đây, đây chính là cái đỉnh núi nơi mà Đức Phật ngài đã từng ở trên đó, ngài đã ngồi thiền ở trên đó nha quý vị bạn. Trên đó cũng có là tịnh thất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên đó. Tương truyền rằng là ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ở tu hành ở trên núi Thú Sơn này. Đức Phật đã thuyết pháp ở nơi đây 7 năm liền. Ở đây từ cây cầu này các bạn nhìn thấy là đi lên cỡ tầm 50 m thì mình sẽ thấy là một cái hang động. Đây là hang động của ngài A Nan Thị Giả. Ngài chính là thị giả của Đức Phật nha các bạn. Khi mà đi qua cầu mình đi khoảng 50 bước thì mình sẽ đến với một cái hang động. Đây chính là hang động của thị giả A Nan, ngài A Nan. Đây là hang động của ngài khi mà ngài từng đã tu hành ở trong hang động này. Và ngài A Nan chính là một trong những thị giả tốt nhất của Đức Phật mà Đức Phật đã từng nói. Và ở trong này thì mời các bạn chúng ta cùng vào tham quan tại cái hang động của ngài A Nan. Thì khi mà bước vào hang động các bạn thấy là trước hang động này là một cái am nhỏ ở trong này cỡ tầm là cỡ 20 m². Nhưng mà trên này mọi người sẽ thấy là đây là miếng vàng lá của người dân hành hương. Khi mà người dân hành hương người ta đều mỗi người tới đây đều mong cho mình một cái tâm thiện lành cũng như là một cái tâm ngộ đạo, thì người ta đã đem những cái miếng vàng lá như thế này để dán lên trên này để cúng dường cho ngài nha các bạn. Đây là một trong những cái cách mà người dân cúng dường, nên vì vậy các bạn đi thấy là ở trên này có rất là nhiều vàng lá luôn. Vàng lá, và bên cạnh này người ta còn quét vàng lá có chảy nước hả các bạn? Không, vàng lá thôi. Vàng lá hả? Vàng lá thôi. Còn vàng lá mỏng lá luôn các bạn, dính vào tay mình luôn này các bạn. Thì ở đây là cái hang động của ngài A Nan. Nhưng mà người thấy là cái hang động hiện nay thì chỉ đặt một cái bức tượng là bức tượng thờ ngài A Nan, cũng như là có những cái lá cờ ở trên này thôi, cờ sắc ở trên này. Một cái hang động. Thì ở trong này chỉ thờ một bức tượng của ngài A Nan. khi mà ngài A Nan đang ngồi thiền định trong cái mật thất này á, thì ngài A Nan đã nhìn thấy một cái con chim thú hay là con chim kình kền siêu to khổng lồ luôn vồ lấy ngài. Thì lúc đó ngài hoảng sợ quá, ngài la thất thanh luôn. Và lúc đó thì Đức Phật đang ngồi ở trên tịnh thất của mình, ở trên đỉnh núi á, khi mà nghe cái tiếng hét thất thanh của ngài A Nan á, thì đã dùng thần thông biến cái tay của mình thật là dài, xòe từ ở trên đỉnh núi xòe xuống cái tịnh thất này của ngài A Nan để xoa dịu trên đầu của ngài A Nan. Thì lúc đó ngài A Nan mới bình tâm lại và vượt qua cái nỗi sợ. Cái sự tích này cũng kể lại rằng cái con chim thú hay cái con chim kình kền siêu to khổng lồ đó chính là ma dương đã hiện ra để mà cản trở cái sự tu tập và thiền định của ngài A Nan. Sau khi rời mật thất của ngài A Nan thì mình lại đi khoảng là tầm 50 m thì mình lại đến mật thất của ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất là một trong 10 đại đệ tử của Phật, là một ngài cũng là một trong những đại đệ tử giỏi nhất của Phật. Sau khi mà Phật thuyết giảng những cái bài kinh xong á, những đệ tử của ngài, những ai mà chưa hiểu thì ngài Xá Lợi Phất ngài sẽ giảng giải lại thêm một lần nữa để cho mọi người được hiểu. Vì vậy ngài còn có một biệt danh, đó chính là trí tuệ đệ nhất. Ô, mọi người nhìn này, bên này thì cách hương thất của Đức Phật là 50 m. Mình thấy là ở đây có rất là nhiều những hòn đá người ta xếp chồng lên nhau nha. Mà cũng không biết là có ý nghĩa như thế nào nữa. Đi lên trên này chính là đường đi lên hương thất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn bên này thì sẽ là hương thất của ngài Mục Kiền Liên. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn tới hương thất của ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát trước nha. Bây giờ mình sẽ đi qua hang của ngài Mục Kiền Liên nha các bạn. Con đường đi vào rất là gần, đi vài bước chân là mình đã tới hương thất của ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát rồi. Đây là hang của ngài Mục Kiền Liên. Bỏng Ngô đang đứng tại đây chính là hang động của ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát các bạn. Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát mà có thể nổi tiếng trong Phật giáo Bắc Tông. Ngài nổi tiếng với một bộ kinh đó chính là Vu Lan Bồ. Tất cả những ngôi chùa Bắc Tông tại Việt Nam thì đều thờ ngài nha các bạn. Thì đây chính là cái hang động của ngài Mục Kiền Liên. Ngày xưa ngài đã ở tại vị trí này, ngài đã ngồi thiền ở chính tại vị trí này. Đây, mời các bạn chúng ta cùng vào xem. Hiện tại thì ở trong hang động này thì cũng rất là nhỏ, và ở trong hang động này chỉ thờ mà mình đang thấy là đang đặt một cái bức tượng ở phía trong. Xung quanh thì mình thấy là có rất là nhiều cái miếng vàng miếng, và tương truyền rằng là người dân khách hành hương mỗi lần hành hương về đây á, dán những cái miếng vàng miếng lên trên này như là một nghi thức cúng dường cho ngài Bồ Tát Mục Kiền Liên ở đây nha quý vị các bạn. Rất là nhiều miếng vàng miếng luôn. Mà mình thấy là cái hang động này rất là nhỏ, nhưng mà ở ngoài này thì mình thấy là nóng nha, nhưng mà khi mà ngồi vào trong ở vị trí này này thì mát lạnh luôn. Thì trong tập này mình cũng sẽ kể cho các bạn nghe về sự tích của ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên sau khi thành đạo liền nhớ đến người mẹ đã khuất của mình và tìm mẹ ở khắp nơi. Ngài đã dùng thần thông và thấy mẹ của mình đang bị đọa vào địa ngục chịu khổ đói khát, nên quá ra bát cơm dâng cho mẹ. Vì tâm tham lam, bà rất sợ bị người khác tranh cướp đồ ăn của bà, nên lấy tay che chén cơm lại, nhưng rồi bà cũng không ăn được, bởi lòng tham ấy đã hóa cơm thành lửa. Mục Kiền Liên chứng kiến mà trong lòng vô cùng đau xót. Tuy bản thân đạt thành đạo quả, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứu nổi mẹ mình. Ngài trở về thưa Đức Phật sự tình và cầu phương pháp giúp mẹ thoát khổ. Đức Phật từ bi dạy rằng: Mục Kiền Liên, lúc sinh tiền mẹ ông đã hủy bán Phật Pháp, mắng chư Tăng, không tin nhân quả luân hồi, lại rất bỏn xẻn, chẳng bao giờ bố thí cho ai, kể cả bố thí cho con kiến hạt gạo. Vì thế, sau khi chết, bà phải chịu quả báo như thế. Ông tuy là con người hiếu đạo, thương mẹ, muốn đền đáp thâm ân, nhưng sức của ông có hạn. Dù có đạo hạnh cao, một mình ông cũng không thể giải cứu nghiệp lực cho mẹ. Ông hãy đợi đến rằm tháng 7, thiết lễ Vu Lan, nhờ sức chư Tăng cùng chú nguyện, thì mẹ ông mới thoát khỏi được cảnh địa ngục. Theo như lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7, Đại Đức Mục Kiền Liên sắm sửa vật dụng và thực phẩm dâng cúng mười phương chư tăng, không những giúp cho mẹ của ông thoát khổ mà nhiều người khác trong ngày đó cũng thoát khỏi địa ngục. Và ngài Mục Kiền Liên thì được mệnh danh là một trong những vị đệ tử xuất sắc nhất, có thần thông nhất của Phật nhớ bạn. Và vì vậy á, thì mỗi lần mà ngài ngồi thiền thì ngài thường hay bay đi những cái cung trời khác để giao lưu cùng với các chư tiên chư Phật. Bây giờ tụi mình sẽ lên hương thất của Đức Phật nha quý vị bạn. Thất của Đức Phật thì nằm ở trên hang động của ngài Mục Kiền Liên. Như đây là hang động của ngài Mục Kiền Liên này. Đây là hang động của ngài Mục Kiền Liên. Lúc nãy mình đã quay cho các bạn xem rồi. Thì đi vài bức tranh lên trên này. Thì đây chính là hương thất của Đức Phật. Như vậy là Bỏng Ngô cũng đã tới được hương thất của Đức Phật rồi nha các bạn. Và đây chính là nơi mà Đức Phật đã ngồi thiền điện. Đức Phật đã thuyết pháp ở nơi đây 7 năm liền. Cuối cùng thì mình cũng đã đặt chân tới một cái ngọn đỉnh núi, một cái ngọn núi vô cùng linh thiêng. Và ở đây thì mọi người có thể nhìn xung quanh. Và cả nhà mình có thể vươn mắt nhìn xa xa. Bạn có thể nhìn thấy là 7 ngọn núi bao bọc cái đỉnh núi Linh Thứu Sơn này. Người ta nói rằng là trong địa lý phong thủy á, thì 7 cái ngọn núi này được ví như là 7 cánh sen. Và ở chính giữa, tại nơi vị trí mình đang đứng, đây chính là búp sen. Và ở đây thì hiện nay tại ngôi đền này thì có đặt bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ở đây thì là một cái nơi mà để cho bà con mình chúng ta cùng vào hành lễ. Thì Bỏng Ngô sẽ vào đây để hành lễ trước nha quý vị bạn. Thật sự thì Bỏng Ngô rất là hạnh phúc khi mà cuối cùng á, ở trong suốt những năm qua thì Bỏng Ngô đi đến thăm những ngôi chùa, làm review đến những ngôi chùa, cũng hơn hết là mong muốn là truyền bá Phật Pháp để cho mọi người thêm yêu thích Phật Pháp cũng như là yêu thích những ngôi chùa, tại vì những ngôi chùa luôn luôn gắn bó với dân tộc của mình. Và ngày hôm nay thì Bỏng Ngô lại được hành hương lên cái mảnh đất Phật, và đặc biệt là hành hương lên nơi mà Đức Phật đã từng ở đây suốt 7 năm trời. Và cuối cùng thì mình cũng đã đặt chân đến rồi các bạn. Mình rất là hạnh phúc khi mình là một người Phật tử, mình làm một cái điều gì đó cho Phật giáo. Và hôm nay đây thì mình lại có mặt ở đây. Thì khi mà tới đây á, thì mọi người thường hay tới đây, mọi người thường hay là ngồi thiền ở đây. Nhưng mà hôm nay thì thật sự là trời đang rất là nắng, nhiệt độ bây giờ cũng là tầm 50 độ, rất là nắng luôn. Nắng mà giống như là nóng, kiểu mà giống như gió Lào thổi vào các bạn, nên rất là nóng. Thường thường mọi người hay tới đây á, thì mọi người sẽ đi vòng quanh cái hương thất của ngài. Khi mọi người đi thiền xung quanh á, thì mọi người sẽ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Om Mani Padme Hum, thì một trong những cái câu thành chú của nhà Phật. Thì điều này cũng như là một nghi thức cầu nguyện, mong các chư Phật phù hộ độ trì cho mình trên hành trình hướng tới giác ngộ. Và cũng ngay tại vị trí này, ngày xưa khi mà Phật qua đời á, thì đã diễn ra cái pháp hội, đó chính là tập kết kinh điển lần thứ nhất tại ở vị trí này nha quý vị bạn, ngay trên đỉnh núi Linh Thứu luôn. Và cũng ngay tại ở vị trí này, nơi mà Phật đã thuyết pháp ra rất là nhiều những bộ kinh, ví dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, kinh Pháp Hoa này, và rất là nhiều cái bộ kinh khác nữa. Thực ra theo mình biết là có những bộ kinh được phát triển sau này, nhưng mà khi hỏi người dân đăng thì người ta nói như vậy, thì thôi người ta nói sao thì mình nói lại như vậy để cho các bạn cùng biết nha. Đây là quan điểm cá nhân của mình. Tại hương thất của Đức Phật thì mình sẽ thấy là có một cái bàn thờ nho nhỏ, có bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trên này mình không thấy người ta đặt trái cây, thế nhưng mình lại thấy người ta lại đặt những cái tờ tiền mệnh giá cả $100 như thế này. Và không biết là Đức Phật ở bên Tây Thiên thì Đức Phật có xài những cái tờ tiền như vậy không? Và khi mà mình thấy như vậy thì mình cũng rút một ít đồng ra để mình cúng dường lên cho Phật. Thế nhưng khi mà mình bắt đầu mình bỏ tiền xuống thì có một người đàn ông thì đứng ở gần đó và đang xoay mặt đi hướng khác, bỗng nhiên á người ta hét lên một cái rồi làm cho mình giật mình luôn, tại vì mình lạ nước lạ cái mà mình đâu biết cái chuyện gì xảy ra đâu. Và sau đó thì mình bỏ tiền xuống á, thì cái ông đó thì ông không nói gì hết. Sau này á, thì mình mới hỏi ra đó chính là một trong những cái nhân vật người ta bỏ tiền tới đó, người ta chim mồi. Khi mà người ta nhìn đi hướng khác á, xong rồi mình bỏ tiền xuống, người ta tưởng như là mình đang lấy trộm những cái tờ tiền đô ở nơi đó. Mình không ngờ là tại thánh tích của Đức Phật lại có những cái chiêu trò chim mồi cúng dường như vậy. Và ở trên này thì mình cũng không thấy có một người bảo vệ nào luôn á. Thì đây là người đàn ông sợ mất tiền nên cứ đi qua đi lại nãy giờ luôn á. Thì sau khi mà mình đã tham quan hương thất của Đức Phật xong rồi, bây giờ Bỏng Ngô mời cả nhà mình chúng ta cùng đi xuống núi nha. Mình sẽ đi xuống núi. Đây. Nhìn từ hương thất của Đức Phật khi mà mình đi xuống núi mình sẽ thấy đây. Đây chính là hòn đá có hình con chim cành kền nè các bạn. Nhìn giống cái đầu của nó, cái đầu của hòn đá này giống như là con chim cành kền nên người ta gọi là núi Linh Thứu Sơn. Như vậy là tụi mình đã tham quan rất là nhiều những cái địa điểm du lịch nãy giờ mà mình đã quay cho các bạn xem rồi đó. Người ta bán những cái hạt sâu chổi như thế này nè. Thì cái hạt sâu chổi như thế này thì người ta sẽ đi bên bạn luôn, đi miết bên bạn để khi mà bạn mua cái sợi dây đó thì thôi. Nhưng mà một cái lời khuyên cho các bạn, khi mà các bạn đi mà chúng ta nếu mà không mua thì chúng ta không nói chuyện với người ta. Còn nếu mà chúng ta đã nói chuyện với người ta thì người ta sẽ bám cho mình hoài luôn á. Nhưng mà một sợi dây như vậy á, khi bạn mua á thì bạn nên trả giá nha các bạn. Trả giá thì bạn sẽ trả xuống bằng 1/3 cái giá trị sợi dây nha quý vị bạn. Mọi người biết không, thì những cái người này bán rất là nhiều những cái chuỗi trang hạt này. Thì từ lúc mà tụi mình đã đi vào cho đến khi tụi mình đi lên núi và tụi mình đi xuống núi luôn, thì hai cái người này vẫn bám theo hầu như là hơn 1,5 tiếng rồi đó mọi người, để mà bán hai cái mấy cái cọng dây này. Thì giá nói là 1.000 ruby. 1.000 ruby. Nhưng mà mình trả giá là okay. Là 500 ruby. 500 ruby. Mắc quá. 500 ruby. Kinh kem. Một đi 100 200 đi. 100. Nè, anh đi 100 200 đi. Anh đi kinh kem. Souvenir kinh kem. This kinh kem. 500 ruby. Yeah. Đó. Mắc quá. Một không cần đi đi 100 200 đi. Anh đi cái kinh kem. This one is enough 500 ruby. Yes. Thì mình đã giống như là mình đã mua cho một người rồi. Thì bây giờ một người nói nữa là năn nỉ mình mua thêm một cọng nữa. Thì bây giờ mình đang lựa thêm một cái cọng khác nữa. Và mình mua hơi lầm rồi nhưng mà thôi kệ. Mình mua đại hai cọng này là 1.000 ruby. 1.000 ruby thì là 300.000. Và cuối cùng mọi người ơi, mọi người cũng đừng quên là ủng hộ Bỏng Ngô Mario bằng cách nhấn like, subscribe, đăng ký kênh Một Kênh Vlog Du Lịch Tâm Linh, cùng lan tỏa hình ảnh những ngôi chùa, cùng lan tỏa hình ảnh đạo Phật đi khắp nơi nha. Và trong chuyến hành trình khám phá quê hương của Đức Phật ngày hôm nay giờ đây cũng đã hết rồi. Mọi người ơi nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký ủng hộ Bỏng Ngô Mario cũng như là Vu Lưu Ký trên hành trình khám phá Ấn Độ nha. Như vậy là mình đã khám phá nơi Đức Phật sinh ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, Niết Bàn, Ấn Độ. Rồi sau đó mình đã khám phá Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật đã ngồi thiền định và thành đạo xong rồi. Và hôm nay tập này thì mình cũng đã khám phá núi Linh Thứu là một trong những ngọn núi mà Đức Phật đã hành đạo. Vậy thì nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở đâu và những câu chuyện linh thiêng liên quan đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và đây cũng là một trong 4 thánh tích quan trọng của người theo đạo Phật. Cả nhà cũng đừng quên là nhấn like, subscribe, ủng hộ Bỏng Ngô Mario để xem tập tiếp theo nơi Đức Phật nhập Niết Bàn nha. Cả nhà cũng có thể ủng hộ hành trình của Bỏng Ngô bằng cách là quét mã QR như thế này. Ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.